Rồi, ok. Cái phần này nè nè. Bây giờ anh sẽ demo về cái tính năng mà em add hoặc là em tạo cái tài khoản cho một nhân viên để mà mình quản lý cái cửa hàng của mình. Thì cái phần này mình đã demo thử cho em cái trước đây đó rồi, chiều em đã mắc á. Đây. Thì bây giờ anh đăng nhập với cái quyền là admin hệ thống, tức là cái quyền mà tối cao nhất cho cái phần mềm của mình. Thì giả sử như bây giờ á, là anh tạo một có nghĩa là anh thêm một nhân viên mới, cũng đồng nghĩa với việc đó là anh tạo cái tài khoản cho cái nhân viên đó đi. Để anh bấm vô đây, anh bấm vô thêm nè, mã thì nó sẽ tự động tăng. Ví dụ như bây giờ anh thêm tên là Nguyễn Văn Nga, rồi ở đây số điện thoại là 0988366666 đi. Thì cái phần mềm của mình nó sẽ có bắt cái số điện thoại là 10 số trở lên nè. Nếu như mà 9 số hay 7 số gì đó là nó sẽ thông báo lỗi cho mình. Và ở đây đã có cái dòng chữ nè, ghi chú khi mà mình xài nè. Chính viên nhân dân cũng vậy, là phải có từ 9 số trở lên. Thì ví dụ như anh Hiền là 28111264. Thì anh cho nó cái chức vụ là ví dụ như là nhân viên quản lý sản phẩm nè. Cái chức vụ của nó tức là cái loại nhân viên, giới tính là giới tính nam. Rồi ngày sinh thì ví dụ như là em cho nó là cái năm đi. Cái năm là nó sinh là năm 99 đi. Sinh ngày 2, sinh tháng 2, ngày 12 tháng 2 đi. Đó. Rồi cái này mật khẩu này anh sẽ bút cho nó là 123. 123 ha. Anh lưu lại nè. Đây. Thì anh lưu thành công rồi, với nhân viên rồi, có tên là Nguyễn Quang Nga nè. Quản lý sản cái chức vụ của nó là quản lý sản phẩm nè. Cái số điện thoại nó thì đồng thời anh lấy cái số điện thoại nó để đăng nhập vào hệ thống. Đúng không? Và cái mật khẩu á, là mình sẽ tạo cho nó hai cái mật khẩu ở đây, nó không hiện ở đây mà nó hiện ở trên đây nè. Thì mật khẩu hồi nãy anh tạo á, là 123, ở đây là cái tài khoản đăng nhập và anh lấy số điện thoại. Rồi giả sử như bây giờ anh hót ra, anh đăng xuất ra, anh đăng nhập lại, anh đánh những số điện thoại là 0988366666 nè, ở đây á, là 123 nè, 123 anh đăng nhập vô đây, thấy không? Nó hiển thị cho cái tên là Nguyễn Quang Nga, quản lý sản phẩm đấy. Và ví dụ như bây giờ đó, là cái thằng nhân viên này nó không có quyền để mà mình phân quyền đó. Cái form này á là nó không có đăng nhập cho được, nó không có xem được nè, thấy không? Chức năng này nó không có quyền nè. Bây giờ anh thoát ra, anh đăng nhập vô cái quyền admin hệ thống, là cái quyền tối cao nhất trong cái phần mềm của mình. Dĩ nhiên nó sẽ có cái chức năng phân quyền nè. Ví dụ như anh vô phân quyền nè, anh vô cái phần là cái hàng nhân viên của cái sản phẩm nè, thì á nó chỉ có được quyền là xóa thông tin một sản phẩm, sửa thông tin một sản phẩm, xem thông tin một sản phẩm, đúng chưa? Nhưng cái phần mà thêm sản phẩm là cái phần cái nghiệp vụ nhập hàng thì nó không có thêm sản phẩm vô được nè, thì anh không có chết nè. Bây giờ giả sử như anh không cho nó xóa một cái sản phẩm trong cái quyền của mình, ví dụ là vậy đi, rồi anh lưu lại nè, lưu thành công ha. Anh ra cái phần quyền anh đăng xuất ra, đăng nhập vô cái nhân viên mở cái sản phẩm hồi nãy là 0988366646, anh đăng nhập với mật khẩu là 123, anh đăng nhập vô. Đây là cái nhân viên nè, chức vụ của nó là quản lý sản phẩm là nhân viên đó, cái nhân viên Nguyễn Quang Nga này đó, quản lý sản phẩm nè. Bây giờ anh vô cái phần quản lý sản phẩm nè, thì em thấy rõ ràng cái nút him và cái nút xóa này nó đã bị ẩn đi rồi. Tuy nó hiện vậy nhưng mà nó không có nick được, hai cái chức năng này không có xài được nè, mà nó chỉ có quyền là sửa thông tin một cái sản phẩm nào đó thôi. Đấy, thì ví dụ như bây giờ anh sửa thông tin sản phẩm, thì cái này 15 gồm mắt anh sửa lên là 12 gồm mắt nè. Cái giá bán thì anh sửa lại nè, ví dụ như là 1.000 đô, 1.000 đô đó, không mấy thì sửa là 3.000 đô, 2.000 đô thôi đấy. Rồi ở đây anh lưu lại nè, lưu thành công nè ha. Đó. Thì bây giờ muốn coi cái mã email của cái sản phẩm này, anh log vô anh coi nè, cấu hình chi tiết nè. Cái này đó là cái model tương tự ở bên cái phần là bán sản phẩm về nón bảo hiểm hay là bao tay giáp này kia rồi đó. Đó, thì nói chung là cái này anh chỉ chủ yếu là demo về cái tính năng mà thêm tài khoản, tức là thêm một nhân viên vào cái hệ thống mà để mà mình quản lý ở cái phần admin á. Còn cái phần user là cái phần bên khách hàng là bên web rồi đó. Cái phần này thì anh chỉ demo sơ về cái chức năng cho em hiểu thôi. Ok.